Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần tiểu quan nghi. Thì trước khi tìm hiểu về cái phần tiểu quan nghi, xin cũng mời ban tổ chức trình chiếu cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn ngài dạy về cái cách chúng ta quan sát về những cái đối tượng tiểu quan nghi. Xin mời ban tổ chức có thể đọc dùm xem. Dạ, con kính thưa sư, kính thưa quý hội chúng. Con xin được đọc một đoạn trong chánh tạng Pali và bản dịch Việt của bài kinh Mahasati Vatthana Sutta. Buna cha param bhikkhave bhikkhu tu apikkhave patikkante sambacchana kari hoti alokite vilokite sambacchana kari hoti saminchite pasarite sambacchana kari hoti sankhati vatta chỉ qua ra thả chân nề sàm bát chà na ca di hô tí asi tê bi tê kha di tê sa di tê sàm bát chà na ca di hô tí úc chà ra bát sa wa ca mê sàm bát chà na ca di hô tí ca tê thi tê ni sinh nề su tê chà ra ri tê pha si tê tuần hi pha về sàm bát chà na ca di hô tí. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tuy bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo xong khá tí mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nhén biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngồi ngủ nó im lặng biết rõ việc mình đang làm. Sao tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái đối tượng này, nhất là những cái hành giả mà chúng ta tu tập về thân quán niệm xứ, để việc phải tìm hiểu cái đối tượng này cho thật kỹ để chúng ta tu tập, để là theo dõi để phát triển chánh niệm. Thì sư nghĩ chắc cái đoạn kinh như vậy là đủ rồi. Thì trước khi mà sư chia sẻ về những cái cách tu tập, thì sư sẽ đề cập đến bốn sự tỉnh giác. Thì cái sự tỉnh giác thứ nhất là Đức Phật dạy rằng Sattaka Sambacchanya, tức là lợi ích tỉnh giác. Thứ hai là Sappaya Sambacchanya, đó là tích hợp tỉnh giác. Thứ ba là Gucchara Sambacchanya, đó là hành xứ tỉnh giác. Và thứ tư là Asamoha Sambacchanya, bất mê tỉnh giác. Thì trong cái phần tiểu quan nghi này, Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta tu tập thì chúng ta phải có sự tỉnh giác. Thì cái sự tỉnh giác thứ nhất là lợi ích tỉnh giác. Thì chúng ta là một cái hành giả tu tín niệm xứ thì chúng ta phải biết cái nào là có lợi trong cái việc mà mình thực hành tín niệm xứ và như thế nào gọi là bất lợi. Chẳng hạn như chúng ta đang thực hành chánh niệm mình, nó có sự phát triển tốt. Và trong lúc mình đang hành thiền tốt như vậy đó, có những người khác họ đến để họ rủ chúng ta đi dự lễ những Ikathina, hay là đi đến một nơi nào đó để nghe những vị sư thuyết pháp, hay là có thể chúng ta đi đến cây Bồ Đề, rủ chúng ta đi đến cây Bồ Đề để đảnh lễ, thì những điều đó đều có lợi ích cả. Nhưng mà trong lúc này chúng ta cũng phải suy xét, nếu mà mình đi đến dự lễ những Ikathina chỗ đó đông người, hay là đi đến nơi đó để chúng ta nghe pháp, thì cái số lượng người đông có thể làm cho chúng ta bị thất nghiệp. Thì cho dù cái điều đó có lợi ích, nhưng mà chúng ta thấy rằng
trong cái thời điểm này mình không nên đi. À, tức là chúng ta phải suy xét lợi hay hại nữa. Hay là trong lúc đó chúng ta đi thiền hành á, chúng ta biết rằng trong lúc này đi nó có lợi hay có hại, chúng ta phải biết rõ như vậy. Thì đó là cái sự tỉnh giác thứ nhất. Và cái sự tỉnh giác thứ hai là thích hợp tỉnh giác. Chẳng hạn như chúng ta tu về cái phần phân quán niệm xứ, thì Đức Thế Tôn có dạy về những cái đề mục quán tử thi, chính cái đề mục, chính khía cạnh để chúng ta quán tử thi. Thì khi mình quán tử thi nó có lợi ích để diệt trừ tâm tham, đó là phù hợp. Nhưng mà cái tử thi đó mà để cho những vị tỳ kheo quán, mà cái tử thi đó là cái tử thi người nữ, thì như vậy nó không có thích hợp. Hay là những vị tỳ kheo đang thực hành tới niệm xứ, chánh niệm ở một nơi độc cư ăn vắng, thanh vắng, dễ dàng ăn chấu trong cái đối tượng như là thân thọ tâm pháp, nhưng mà có Phật tử đến để thỉnh mời thuyết pháp, mà vị này nó có thể thuyết pháp nhiều quá làm cho vị này bị dao động, không có thể ăn chấu trong chánh niệm. Nếu mà vị tỳ kheo nghĩ tuy rằng thuyết pháp có lợi ích, nhưng mà trong lúc mà đang thực hành tới niệm xứ, khi pháp nhiều quá làm cho mình dao động, thì vị tỳ kheo đó cũng không nên thiết, tức là cái thời điểm nó không thích hợp. Đó là cái sự tỉnh giác thứ hai. Thì hai cái sự tỉnh giác này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc tu tập tới niệm xứ cho hành giả đó sẽ tiến triển một cách nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn cái sự tỉnh giác thứ ba đó là hành xứ tỉnh giác. Hành xứ tỉnh giác đây là cái vị hành giả nó luôn luôn phải an trú trong cái đối tượng của mình, đó là thân thọ tâm pháp. Cho nên Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, hãy thừa tự tài sản mà cha mình để lại. Thì đây tức là Thế Tôn ngài ám chỉ cho tứ niệm xứ, tức là vị tỳ kheo mà cứ liên tục an trú trong cái thân thọ tâm pháp, thì vị đó không sớm thì muộn thì cũng có thể đắc đạo từ 7 ngày tới 7 tháng hoặc 7 năm. Cái đó được gọi là hành xứ tỉnh giác. Và cái sự tỉnh giác thứ tư gọi là bất mê tỉnh giác. Tức là mỗi hiện tượng sanh khởi thì cái vị hành giả phải biết rõ rằng chỉ có danh và sắc thôi, chỉ có thân thọ tâm pháp là thấy được mỗi thực tính riêng và thực tính chung, và thấy rằng chỉ có danh và sắc, không có chúng sanh, không có người, không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, luôn luôn có một cái gọi là bất mê tỉnh giác, hay còn gọi là chánh kiến tỉnh giác. Thì khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ, chúng ta phải ứng dụng bốn cái sự tỉnh giác này. Cho nên trong cái phần gọi là tỷ quê ghi á, Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh về cái này. Thì trong chú giải có giải thích rằng có bốn hạng tỳ kheo. Cái hạng tỳ kheo thứ nhất là mang thiền vào làng nhưng mà không có mang thiền về chùa. Còn cái hạng tỳ kheo thứ hai đó, tức là không có mang thiền vào làng nhưng mà lại mang thiền về chùa. Và cái hạng tỳ kheo thứ ba là không có mang thiền vào làng mà cũng không có mang thiền về chùa. Và cái hạng tỳ kheo thứ tư là vừa mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Thì cái hạng tỳ kheo thứ nhất là mang thiền vào làng mà không mang thiền về chùa, tức là vị này đó có sự siêng năng. Trong ba canh đó, thì canh đầu thì có thể là từ 6 giờ chiều tới 10 giờ khuya đó, vị này có liên tục chánh niệm ăn chú trong thân thọ tâm pháp một cách liên tục, gọi là hành xứ tỉnh giác. Rồi khi mà sáng thức dậy, vị này cũng chánh niệm và làm những cái phận sự của mình trong chùa, chẳng hạn như quét dọn cốc liêu sạch sẽ. Rồi khi đó vị này mới đi khất thực. Thì khi mà đi khất thực, vị này cũng chánh niệm cách liên tục vậy đó,
các Phật xong rồi đó, trong trên đường đi về đó, thì gặp Sa Di hay những vị tỳ kheo khác hỏi về cái việc mà thí chủ cúng dường hay là vật thực. Là vị này mới trao đổi và nói chuyện với những vị sư khác, vị này không có chịu khó chánh niệm và bị thất niệm trong lúc đó. Thì như vậy vị tỳ kheo này đã mang thiền vào làng nhưng mà không mang thiền về chùa. Rồi cái hạng tỳ kheo thứ hai đó, tức là không mang thiền vào làng nhưng mà mang thiền về chùa, tức là vị này cũng siêng năng tinh tấn hành thiền ngày đêm. Như là canh đầu vị này thực hành đó, từ 6 giờ sáng, xin lỗi, 6 giờ chiều cho đến 10 giờ khuya, rồi vị này ngủ từ 10 giờ tới 2 giờ rồi vị này thức dậy rồi. Vị này thực hành từ cái canh 3 đó, canh cuối, từ 2 giờ mà thực hành cho đến sáng. Rồi sáng là vị này đó, rồi cũng lo công việc của chùa, luôn luôn chánh niệm. Nhưng mà vị này có cái sự tiêu hóa tốt, cho nên tới giờ đi khất thực á, thì khi mà đi ra làng khất thực á, do những cái cảm thọ khổ, do cái sự đói lả người, cho nên vị này không thể nào ăn chú trong chánh niệm được nữa, cho nên vị này bị thất niệm. Khi vị này đi khất thực xong rồi đó, xong mới ngồi xuống trong một cái gốc cây hay là một nơi nào thanh vắng đó, vị này mới dùng đỡ vài muỗng cháo, vài muỗng cơm, và cảm thấy cái thọ khổ đó, nó giảm dần, cái cơn đói đó, nó sẽ không còn phát sinh nữa. Và vị này trong lúc đó tiếp tục chánh niệm trong lúc ăn, rồi xong là vị đó đi về chùa cũng liên tục chánh niệm. Thì như vậy vị này đó, tức là không mang thiền vào làng nhưng mà đem mang thiền về chùa. Cái hạng tỳ kheo thứ ba đó là không có mang thiền vào làng, cũng không có mang thiền về chùa, tức là cái hạng là tỳ kheo thứ ba này dễ vui, không có thực hành tứ niệm xứ, sống phóng túng, không có chánh niệm ăn chú trong tứ niệm xứ. Thì cái dạng này đó là dạng lười biếng. Thì cái hạng tỳ kheo này không mang thiền vào làng mà cũng không mang thiền về chùa. Còn cái hạng tỳ kheo thứ tư đó, mang thiền vào làng và cũng mang thiền về chùa, tức là vị này siêng năng. Trong ba canh chỉ ngủ canh giữa thôi, canh đầu và canh cuối, thực hành cách liên tục, và khi mở mắt ra là cứ chánh niệm, đi khắc thực cũng chánh niệm, cho dù đói rã rời cơ thể cũng liên tục chánh niệm, bất cứ chuyện gì xảy ra vị tỳ kheo này cũng chánh niệm. Thì cái hạng thứ tư này đó, thì cái việc mà đạt đến đạo quả niết bàn rất là dễ dàng. Thì đó là bốn hạng tỳ kheo. Thì khi mà đề cập đến bốn hạng tỳ kheo này đó, để trong chú giải có giải thích rằng là nói đến cái tỉnh giác thứ ba đó, câu trả giá xâm bá chanh nhá đó, tức là hành xứ tỉnh giác hay là giới vực tỉnh giác. Khi mà chúng ta có cái tỉnh giác thứ ba này đó, thì cái tỉnh giác thứ tư nó mới phát sanh được. Chúng ta tu tập, chúng ta là cái người thực hành tới niệm xứ, mình có sự siêng năng, lúc nào cũng chánh niệm trên thân thọ tâm pháp. Thì khi mà mình chánh niệm liên tục như vậy đó, niệm nó trở nên gọi là vững chắc, định nó sẽ mạnh, thì cái đó tuệ nó sẽ hiểu, tức là cái tỉnh giác thứ tư nó sẽ thấy rõ được mỗi cái thực tính riêng của mỗi cái hiện tượng, và thấy được cái thực tính chung của mỗi cái hiện tượng, và chỉ thấy có danh và sắc thôi. Danh và sắc này á, pháp phổ vi, nó là vô thường của vô ngã. Thì cái cơ hội để chúng ta đạt đạo quả niết bàn nó còn xa, đó là bốn hạnh tỳ kheo. Thì trong cái phần tiểu quay ghi này, Đức Thế Tôn ngài dạy đó, thì chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng mình là cái người tu tín niệm xứ, chúng ta thấy rất là nhiều đối tượng để chúng ta quan sát. Thì cái cách thứ nhất là Đức Thế Tôn ngài dạy rằng ở đây vị tỳ kheo đi tới đi lui biết rõ việc mình đang làm. Thì mình là cái người tu tín niệm xứ, lúc mà chúng ta đi tới, chẳng hạn các vị mà đang đi thiền hành trên một cái con đường, thì chúng ta bước tới thì chúng ta có thể theo dõi cái tiểu quay nghi. Lần rồi sẽ chia sẻ vị đại quay nghi, tức là mình phải biết chẳng hạn mình đang đi đó, thì chúng ta phải biết toàn thân chúng ta,
cái tư thế đi, cái dáng đi gọi là sắp đang đi. Còn tiểu quan nghi chẳng hạn như chúng ta bước, chúng ta bước thì có thể chúng ta theo dõi mỗi cái bước chân. Chẳng hạn khi mà các vị bước tới, cái chân chúng ta vừa dở lên chúng ta biết rõ, chân phải vừa dở lên chúng ta biết rõ, rồi đưa tới, bước tới chúng ta biết rõ, và đạp xuống chúng ta biết rõ. Chân trái dở lên chúng ta biết rõ, chân trái đưa đến chúng ta biết rõ, và chân trái đạp xuống chúng ta biết rõ. Tức là chân trái là bước là chúng ta biết rõ, chân phải bước là chúng ta biết rõ. Mà chúng ta còn bước trong cái khi mà chúng ta dở chân lên và chúng ta đưa đến và chúng ta đạp xuống chúng ta cũng biết rõ. Thì theo cách của Ngài Mahasi thì Ngài dạy cho thiền sinh bằng cách là niệm trong tâm đó. Tức là những người mà phóng túng nhiều á, thì mình đọc cái câu chẳng hạn như là chúng ta đi, ta vừa dở lên, chúng ta có thể nói thầm trong đầu, dở à, làm bước tới bước à, vừa đạp xuống đạp à. Thì cái cách này là để cho thiền sinh đó, không có cơ hội để suy nghĩ chuyện khác. Còn nếu mà những Phật tử nào đó, mà chúng ta thấy rằng nếu mình không cần nói trong đầu vậy mà mình quan sát được á, thì chúng ta không cần để mà nói dở à, bước à, đạp mà, là chúng ta chỉ dùng cái chánh niệm chúng ta quan sát thôi. Khi mà cái chân trái mình vừa dở lên mình biết rõ, đưa đến mình biết rõ, đạp xuống mình biết rõ, chân phải dở lên mình biết rõ, đưa đến mình biết rõ và đạp xuống mình biết rõ, thì cái sự theo dõi đó, theo dõi mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si á, chúng ta biết rõ trong cái khoảnh khắc hiện tại như vậy đó. Thì như vậy tức là các vị có chánh niệm theo dõi, đang đi chúng ta theo dõi như vậy. Thì mình theo dõi như vậy mới bước đầu á, sau thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi cái bước chân chúng ta đó, dở hay là bước hay đạp á, có một cái tâm nó tác ý, nó điều khiển chúng ta. Chúng ta muốn đi, rồi chúng ta muốn dở, chúng ta muốn bước, chúng ta muốn đạp, thì sau này cái chánh niệm chúng ta nó trở nên nó sắc bén nè, mình vừa thấy được mọi cái sự đi đó, sự bước đó, sự dở, sự đạp đó, mà chúng ta còn thấy có một cái tâm nó điều động. Thì chúng ta thấy rõ này, cái tâm mong muốn để đi, để dở bước đạp, chứ không có một cái linh hồn, không có phải của tôi là tôi. Mình thấy được cái nhân và quả, do cái tâm muốn đi cho nên mới có sự đi, do cái tâm muốn bước nên mới có sự bước, có cái tâm muốn dở mới có sự dở, có tâm muốn đạp mới có sự đạp. Như vậy để chúng ta thấy rõ trong lúc này chỉ có danh và sắc thôi. Khi mà quý vị thấy được mỗi cái sự dở bước đạp đi đó, thì cái sự dở bước đạp đi đó thuộc về sắc uẩn, còn cái tâm chúng ta quan sát nó thuộc về danh pháp. Còn cái sự dở bước đạp nó thuộc về sắc pháp, thì trong lúc này chỉ có danh biết sắc thôi. Chứ trong lúc này không có chúng sanh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, không có con người, không có ai cả. Thì trong lúc này chúng ta có gì? Có gọi chánh kiến tỉnh giác, hay là bất mê tỉnh giác. Chúng ta muốn có cái tỉnh giác thứ tư á, thì chúng ta phải có gọi là hành xứ tỉnh giác chứ. Đó là cái phần mà Đức Phật dạy đó. Vì thì khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, thì khi mà mình đi đến hết đoạn đường, khi mà chúng ta quay lại đó, chúng ta đi lui trở lại, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng mình bước lui, đi lui trở lại. Thì chẳng hạn khi mình đi hết đoạn đường á, mình đang bước tới, mình quay lại mình đi lui về đó, thì chúng ta xây người chúng ta cũng phải biết cái tư thế mình đang xây, biết rõ xây người như thế nào, cái tâm chúng ta nó muốn quay, nó muốn xây người á, chúng ta sau này chúng ta còn thấy được cái tâm mà muốn xây người đó. Rồi khi mà cái người chúng ta quay lại chúng ta biết rõ, bắt đầu chúng ta bước dở đạp chúng ta biết rõ. Thì khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ, nhất là mình đi thiền hành á, thì có thể là mình theo dõi mọi cái, có thể các vị theo dõi đại quan nghi cũng được hay tiểu quan nghi cũng được, cái nào cũng được, miễn là mình có cái thái độ đúng, mình biết đây chỉ là đối tượng thôi, mình quan sát, mình theo dõi mà không có bực mình đối với đối tượng đó, không có thích thú với đối tượng đó, chúng ta biết cách rõ ràng, thì chúng ta biết cách liên tục như vậy, thì trong lúc đó chúng ta có sự tỉnh giác thứ ba gọi là giới vực tỉnh giác, giới vực tỉnh giác hay gọi là hành xứ tỉnh giác.
Cho nên khi mà mình hiểu về cái phương pháp tính niệm xứ thì chúng ta thấy rằng lúc nào chúng ta cũng có đối tượng cả. Và từ cái quan nghi mà đại quan nghi chuyển qua tiểu quan nghi đó, hai từ chúng ta, từ cái đại quan nghi chúng ta đang đi là chuyển qua cái quan nghi ngồi, hay là từ quan nghi ngồi chuyển qua quan nghi nằm đó, thì nó phải qua cái giai đoạn gọi là tiểu quan nghi. Cho nên là đại quan nghi mình cũng quan sát, mà tiểu quan nghi mình cũng quan sát. Thì những cái đối tượng này để giúp cho chúng ta quan sát để thiết lập chánh niệm cách liên tục. Đó là cái phần thứ nhất. Cái nhóm thứ nhất mình Đức Phật dạy là vị tỳ kheo đi tới đi lui biết rõ việc mình đang làm. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy rằng khi nhìn tới nhìn lui biết rõ việc mình đang làm. Thì trong lúc nhìn cũng vậy, chúng ta cũng phải chánh niệm. Chẳng hạn khi các Phật tử ta làm công việc, hay là chúng ta đi ở ngoài đường, trong lúc mà mình nhìn sang phải, mình nhìn sang trái, hay mình nhìn ngoài trước, thì chúng ta cũng phải tập chánh niệm. Khi mình nhìn sang phải, cái tâm mình nó muốn nhìn, thì trong lúc mà sau này chánh niệm chúng ta, nếu mà chúng ta là cái người có niệm tâm, chúng ta sẽ thấy được cái tâm muốn nhìn đó. Xong bắt đầu cái đầu mình nó sẽ xây, nó quay qua. Thì trong lúc mà cái cử chỉ, cái đầu chúng ta xoay qua, chúng ta cũng có thể quan sát cái đầu chúng ta đang xoay qua, chúng ta biết rõ. Nhìn trái chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rõ. Nhìn phải chúng ta biết rõ. Và nhìn về trước chúng ta biết rõ. Thì khi mình nhìn đó, ở đây đó, các Phật tử chúng ta hiểu rằng khi mà quý vị chẳng hạn khi mà bạn nhìn lên màn hình đi, nếu mà bạn có chánh niệm thì cái sư là đối tượng là quý vị đang nhìn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tâm mà chúng ta biết cái đối tượng ấy, thì nếu mà người nào có học cái diệu pháp thì sư sẽ chia sẻ này, các vị sẽ hiểu. Tức là trong tất cả tâm 121 tâm thì tâm nào cũng biết cảnh cả, tâm nào cũng biết đối tượng hết. Nhưng mà tâm tham nó biết bằng cách dính mắt. Tại sao mà gọi là tâm tham? Thì có sở tham, cho nên nó biết bằng cách dính mắt. Còn tâm sân nó vẫn biết cảnh, nhưng biết bằng cách nó khó chịu với đối tượng, nó muốn hủy diệt đối tượng. Còn tâm si là nó biết bằng cách phóng túng, biết bằng cách nghi ngờ. Còn khi mà mình tu tập tới niệm xứ là mình biết bằng chánh niệm. Trong lúc mình nhìn á, mình nhìn là mình biết bằng tám tâm đại thiện. Nếu phân tích theo vị diệu pháp là tám tâm đại thiện, trong đó có những sở hữu tịnh hảo, nhưng mà trong đó có sở hữu tịnh hảo niệm. Có sở hữu niệm nó sẽ nổi trội. Thì trong lúc mà mình nhìn bằng những cái tâm thiện, bằng sở hữu thiện á, thì trong lúc đó mình không có tham, không có dính mắc vào đối tượng, mình không có khó chịu với đối tượng, và mình không có phóng túng, mình biết cách rõ ràng. Thì trong lúc này biết chỉ là biết, thấy chỉ là thấy, một cách như là. Thì như vậy mà các vị mà biết như vậy đó, tức là các vị đang hộ trì các căn. Thầy Đức Phật còn đại thế, có một ngoại đạo họ đến, họ gặp Đức Phật. Thì họ mới thưa Đức Phật rằng theo thầy của con dạy đó là tu tập về các căn, tức là có mắt đừng có nhìn cảnh sắc, có tai đừng có nghe tiếng. Như vậy tức là chúng con hộ trì các căn, tu tập các căn. Đức Phật mới trả lời rằng nếu như vậy đó thì cái người mù họ cũng là cái người hộ trì các căn, và cái người điếc họ cũng là hộ trì các căn, họ cũng là tu tập theo các căn. Khi đó Đức Phật mới dạy cho tôn giả Ananda đó như thế nào gọi là cái sự tu tập hộ trì các căn của bậc thánh. Thì có nhiều bài kinh Đức Phật dạy là khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn không được chế ngự, làm cho tham sân si sinh khởi, vì thì kheo phải chế ngự nguyên nhân đó. Ở đây á, khi mà Đức Phật dạy trong tứ thanh tịnh giới, trong đó có là cái giới để mà hộ trì các căn đó. Thì đây nếu mà chúng ta muốn cho cái căn chúng ta đó được thanh tịnh đó, thì chúng ta phải thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng bằng cái chánh niệm. Khi mà các vị là cái người tu chánh niệm sớm, các vị nhìn lên sư, các vị đó chánh niệm, biết sư chỉ là đối tượng thôi. Các vị dùng cái chánh niệm, các vị quan sát, biết sư chỉ là cảnh sắc thôi, là đối tượng. Lâu ngày để mình thấy rõ rằng trong lúc này chỉ là có đối tượng sư là sắc pháp, còn có tâm các vị mà đang nhìn sư quan sát nó thuộc danh pháp, lúc này danh đang biết sắc.
Rồi chúng ta hậu trì như vậy thì lâu ngày đó, chúng ta mới thấy được đây là đối tượng, đây là sắc, đây là danh, để mình phân biệt được danh và sắc. Thì cái tuệ đầu tiên nó sinh ra. Đức Thế Tôn Ngài cũng có dạy đó, cho các vị tỳ kheo phải hậu trì các căn như thế nào. Thì trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng có một con rùa, nó đang đi kiếm mồi ở trên bờ sông, và có một con một giả can cũng đang đi kiếm mồi. Thì khi đó con giả can nó thấy con rùa đang đi kiếm mồi, vậy nó mới chạy tới. Khi đó con rùa nó thấy con giả can tới, bắt đầu nó mới thục cái đầu nó vào cái mai rùa của nó, và bốn cái chân nó cũng thục vào mai rùa của nó. Xong cái con giả can cái nó đứng đó nó chờ. Nó nghĩ rằng nếu mà con rùa thò ra một chi phần nào ta sẽ chụp lấy và vẽ ăn. Nhưng mà con rùa nó khôn mà, nó không có thò ra một chi phần nào hết, nó nằm im vậy đó. Con giả can nó chán, nó bỏ đi. Thì Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo, lại các tỳ kheo: ác ma luôn rình rập các ông, từ con mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân và từ ý. Thì nói ác ma luôn rình rập á, Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cho phiền não ma. Thì ác ma luôn rình rập ở từ con mắt là gì? Tức là những vị tỳ kheo mà không có hộ trì con mắt á, tức là không có chánh niệm, không có nhìn bằng chánh niệm á, mà nhìn bằng tham, bằng sân, bằng si á, thì cái đó ác ma rồi đó, gọi là phiền não ma. Cái đó ác ma muốn làm gì thì làm được. Nếu mà vị tỳ kheo á luôn nhìn bằng chánh niệm, nghe bằng chánh niệm, tức là hậu trì bằng cái các căn như vậy, khi thấy cảnh sắc thì nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, thân xúc chạm, hay ý nhận biết các pháp, luôn luôn lấy những cái đối tượng này để thiết lập chánh niệm. Sau này tới phần gọi là pháp quán niệm xứ, tôi sẽ phân tích cái này cho vị hiểu rõ hơn. Thì Đức Phật dạy đó, nếu mà vị tỳ kheo hộ trì các căn bằng tứ niệm xứ như vậy đó, thì ác ma không có làm gì được. Còn nếu mà vị tỳ kheo sống dễ vui, không có phát triển, không có cái tỉnh giác thứ ba đó để gọi là hành xứ tỉnh giác, thì phiền não tham sân si nó sinh lên, tức là ác ma đã phấy rõ vị tỳ kheo đó rồi. Đó, thì đây đó, chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật dạy khi mà chúng ta nhìn đó, chúng ta không phải tập chánh niệm, chúng ta có sự tỉnh giác liên tục. Khi nhìn phải chúng ta biết rõ, nhìn trái chúng ta biết rõ, nhìn trước chúng ta biết rõ, lúc nào mình cũng an dấu trong chánh niệm. Đó là cái chi pháp thứ hai mà Đức Phật dạy vị tỳ kheo á, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm. Rồi lần nữa Đức Phật dạy tiếp rằng á, vị tỳ kheo co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Thì nếu mà các Phật tử chúng ta đó, mà chúng ta biết thực hành chánh niệm, thì trong cuộc sống này các vị vẫn chánh niệm được chứ không phải là không được. Chúng ta là những người nội trợ đi, cái tay các vị đưa ra, duỗi ra, các vị lấy cái gì đó, vị biết rõ. Khi mà tay các vị co lại, vị biết rõ. Hay là chúng ta ngồi, cái chân chúng ta nó tê quá, chúng ta đưa ra, chúng ta duỗi chân ra, chúng ta biết rõ. Chân chúng ta co lại, chúng ta biết rõ. Tức là những cái cử chỉ, những cái hành động này đó, đều là cái đối tượng để giúp cho mình quan sát. Khi mà các vị duỗi ra, các vị dùng tứ niệm xứ, các vị quan sát, thì cái duỗi đó là gì? Là cái đối tượng. Và cái tâm mà theo dõi cái sự duỗi đó là gì? Tức là chánh niệm. Là khi mà các vị co lại, tay bị co lại, các vị theo dõi cái sự co đó, dùng cái chánh niệm mình quan sát, mình theo dõi bằng tâm chứ không phải là mình nhìn bằng mắt. Mình theo dõi thì trong lúc đó các vị có thể quan sát cái gì co lại hay là duỗi ra. Thì những cái này là những cái đối tượng của thân quán niệm xứ. Các vị đang theo dõi như vậy đó, mà không có tham, không có sân, biết rõ những gì diễn ra trong khoảng cách hiện tại đó, là mình đang thiết lập chánh niệm, mình có gọi là cái hành xứ tỉnh giác. Rồi chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta thấy rằng cái sự co duỗi đó do cái tâm mình nó muốn co, tâm mình nó có ý muốn, ý muốn co, ý muốn duỗi ra, thì lâu ngày chúng ta sẽ thấy được cái tâm có cái ý muốn đó. Thì khi mà mình thấy được cái đó là chúng ta thấy được tâm, là chúng ta tu tập nó sẽ giỏi. Chúng ta thấy rằng cái sự muốn co hay muốn duỗi đó là nhân,
Còn cái sự co hay duỗi đó là quả. Tại sao là mình thấy được nhân quả này? Cái này có mặt nên kia có mặt. Hay là vị đang ngồi thiền, từ cái quay nghi mà chúng ta đang ngồi mà chúng ta chuyển sang quay nghi mà đứng, từ quay nghi đứng nó chuyển sang quay nghi đi, chúng ta ngồi thiền chúng ta cảm thấy nó quan sát cái tư thế ngồi. Thì ngồi cái, nếu mà người nào niệm thân á, quan sát cái tư thế ngồi, cái sắc ngồi nó biết rõ, trong lúc này sắc đang ngồi. Và cái thân mình đang ngồi đó, mình quan sát thì cái sự quan sát đó là chánh niệm. Còn cái tư thế ngồi, cái sắc ngồi đó là đối tượng, ở thân quán niệm xứ. Chúng ta ngồi cả 1 tiếng, 2 tiếng gì đó, chúng ta muốn cần đỡ quay nghi. Thì khi đó cái chân, cái tay chúng ta đó, đưa ra chúng ta biết rõ. Trong cái chân chúng ta duỗi ra chúng ta biết rõ, qua tiểu quay nghi đó. Đó. Khi mà chúng ta duỗi ra chúng ta biết rõ, xong bắt đầu khi chúng ta chống tay xuống chúng ta biết rõ. Rồi khi mà mấy chân mình á, tay mình chống bắt đầu mình đứng lên á, mình biết rõ. Từ tiểu quay nghi là chúng ta đứng thẳng lên, chúng ta quan sát đại quay nghi, chúng ta đang đứng, chúng ta biết rõ. Rồi khi đó chúng ta đi chúng ta biết rõ. Thì các vị theo lúc nào cũng có đối tượng để giúp cho các vị quan sát hết. Thì cái tiểu quay nghi hay đại quay nghi thì nó chung không có nào tốt không cái nào hết. À, những cái này nó chỉ giúp cho mình để gì? Để quan sát hay thiết lập chánh niệm thôi. À, mình hiểu được rồi, chúng ta thấy tu rất là dễ. Và chúng ta tu lâu ngày đó, nếu mà mình muốn có cái sự hiểu biết đó, à, thì nếu mà nói theo pháp hành đó, thì các vị, cho dù các vị quan sát tiểu quan nghi hay đại quan nghi, các vị cứ nói một cách đơn giản là đây chỉ là đối tượng thôi, hay là chỉ là sắc uẩn thôi, nó là đối tượng thôi. À, nó giúp cho mình để quan sát, để thiết lập chánh niệm. Mình tu tiến niệm xứ mà, lúc nào cũng phải có cái đối tượng để mình an trú. Cho dù đi, hay là đứng, hay là nằm, hay là ngồi, hay là bước tới, bước lui, hay là nhìn, hay là duỗi tay, hay là co tay, hay là duỗi chân, co chân. Thì những cái này đều là đối tượng để mình quan sát, để mình thiết lập chánh niệm. Mình biết rõ, nó chỉ là sắc pháp, chỉ là đối tượng thôi. À, và có những cái tâm nó muốn đi, muốn dở, muốn bước, muốn co, chỉ là danh pháp thôi. Cho nên mình tu tới niệm xứ đây lâu ngày, để vì cái thân kiến của mình nó giảm dần. Cái người á, nào mà thực hành tới niệm xứ lâu ngày đó, thì cái ngã họ bớt, và cái phiền não họ giảm. Chúng ta phải nhớ vậy đó. Thì khi mình đề cập đến những bậc thánh là gì, tức là bậc thánh á, tu là quần là cái ngã còn thân kiến, là không còn tà kiến nữa. Còn mình phàm phu mình có tà kiến, cho nên những bậc thánh tên đời quần, tại sao các ngài không làm ác được? Tại vì các ngài không có tà kiến. Còn tại sao chúng ta làm ác? Tại vì mình có tà kiến, tức là thân kiến. Chúng ta tu tới niệm xứ đi lâu ngày, mình thấy rằng chỉ có sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. Và chỉ có danh. Danh chẳng hạn như là, xin nói danh như là thọ tưởng hành mà thức. Chứ thật sự không có ai, chỉ có năm thủ uẩn thôi. Đó, lâu ngày để mình thấy rằng nó chỉ có năm thủ uẩn, không có con người, không phải không có chúng sanh, không phải tôi, không phải của tôi, thì chúng ta sẽ khỏe. Nói Đức Phật dạy là hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp, không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. Các vị đang ngồi đó, các vị nghĩ rằng tôi đang ngồi, có người nào đó họ đến họ đánh vô cái thân này, cái người đó họ đánh tôi, tức là có tà kiến trong đó, là gọi thân kiến, bắt đầu mình mới khởi tâm sân lên, tìm cách này cách kia để mình hại người ta, phải không? Rồi có những lúc đó, chúng ta có một cái suy nghĩ gì đó, xong đâu cái chúng ta mới nói ra, mình có những cái định kiến. Những cái hiểu của mình đó, mình chấp rằng cái định kiến đó là của mình, cái hiểu của mình, cái người khác đó, họ chống đối với cái hiểu của mình, định kiến của mình không bác bỏ. Rồi chúng ta nghĩ là của tôi đó, rồi chúng ta bực người đó, ghét người đó, tại mình chấp vào cái ý của mình. Còn các bậc thánh tôi đời quần rằng cho dù các ngài học Phật Pháp, những cái hiểu biết của các ngài biết đây chỉ là, cái hiểu đó đây chỉ là hành, sở trí nó thường hành vững. Buồn vui thản nhiên nó gì thọ uẩn thôi. Kinh nghiệm cho cuộc sống này, cái gì mà đã học qua nó sẽ kinh nghiệm đó, đó gọi là tưởng uẩn thôi. Sự biết, biết đối tượng này thích uẩn thôi. Từ cái chỗ đó mà các ngài đó còn thân kiến phải không? Còn chúng ta thì có cái
thân kiến, cho nên chúng ta dễ làm ác. Cho nên mình tu tới niệm xứ để lâu ngày đến chi để mình á biết rõ thân tâm là không phải của mình được, danh sắc là không phải của mình được, à cái đó chúng ta sẽ được an ổn. Cho nên tu lâu ngày để tham nó bớt, sân nó bớt, si nó bớt, thì mình phải giảm bớt cái thân kiến của mình. Cho nên các vị á, tu tới niệm xứ để lâu ngày đó, cái tuệ các vị sanh lên chỉ biết đây chỉ là đối tượng, tâm biết đối tượng thôi, không có ai. Khi đó chúng ta nhẹ nhàng, đỡ khổ. Rồi lên nữa Đức Phật dạy tiếp. Vị tỳ kheo măng tăng và lê, măng bát măng y biết rõ việc mình đang làm. Chẳng hạn giờ trong cái đời sống của các sư thì có ba y, nó tăng và lê nè, là cái y hai lớp để các sư mà có lạnh là các sư đắp, hoặc là đi đâu mới mang theo. Y ba trái là các sư ưa đắp để đi đường đó. Cái y nội đó, tu sĩ của ba y là có cái bình bát nữa, đi đâu phải mang theo bình bát để mà dùng cơm, nó đi khất thực. Thì Đức Phật dạy khi mà mang y hay là đắp y hay là mang bát cũng phải biết rõ. Chẳng hạn giờ đó người cư sĩ chúng ta đó, khi mà chúng ta bận đồ thì trong lúc đó mình vẫn chánh niệm được. Chẳng hạn giờ sẽ nói dần trong lúc mà xin đắp y đi, tay sư mà quấn cái y sẽ biết rõ, đắp lên người sẽ biết rõ. Hay là sư mang đây, sư để lên da, sư biết rõ, sư đem đây, sư biết rõ. Tức là làm gì biết cái đó. Tức là biết bằng chánh niệm để quan sát những cái. Hay là khi mang bình bát biết rõ, hay là rửa bình bát, tay cầm tới bình bát, đưa đến biết rõ, đụng vô bình bát, nóng hay lạnh biết rõ. Rửa bình bát, tay mà đụng vô nước lạnh biết rõ, thì làm gì biết cái đó. Thì như vậy tức là mình sống trong hiện tại. Thì những cái cử chỉ hành động đó là đối tượng của thân quán niệm xứ. Còn cái sự quan sát của quý vị biết rõ mà không tham không sân, thì những cái đó thuộc về danh pháp là chánh niệm, biết rõ những hiện tượng đang diễn ra. Cho nên lúc nào cũng có đối tượng. Nếu mà mình biết thực hành tánh niệm xứ thì có thể mình ứng dụng trong cái đời sống bình dịch mình. Thì như vậy chúng ta đỡ phiền não. Vì sao mà chúng ta phải chánh niệm? Thứ nhất á, vì chúng ta không biết là mình chết trong lúc nào, nên mình phải cần chánh niệm, phải không? Bây giờ các vị đó, vô nhà vệ sinh mình cũng phải chánh niệm. Mình vô nhà vệ sinh thì mình không nên đem kinh vô đó mình đọc. Mình đem những cái hình tượng Phật mình vô đó thì nó không nên. Nhưng mà mình thực hành pháp á, thì các vị mà tu tới niệm xứ thì trong nhà vệ sinh mình cũng phải chánh niệm. Hay là mình tu tập tâm từ thì trong nhà vệ sinh mình cũng rải trong tâm mình, để mình đã tâm từ cũng được. Đâu có biết được mình vô nhà vệ sinh, mình đang đi vệ sinh là mình chết trong đó làm sao. Thì mình cần phải có chánh niệm. Đó, cái trường hợp thứ nhất mình không biết mình chết giờ nào, cho nên mình phải chánh niệm. Chánh niệm mà mình chết thì trong chánh niệm thì khỏe, sinh thì khỏi lành. Thứ hai nữa đó là chúng ta không biết mình làm ác trong lúc nào, phải không? Tại mình còn thân kiến mà. Trong lúc mà đang nghe pháp tâm thiện sanh lên á, gì cũng được. Nhưng mà chúng ta không có nghe pháp, mỗi ngày đức tin mình giảm rồi, mình không có chánh niệm, không còn nhớ tâm bảo nữa, mà bị người khác họ hà hiếp mình, đánh đập mình, xài xẻ mình, thì cái tâm sân mình nó sanh lên, đưa đến sự thù quán, có thể chúng ta đánh người đó, hay chúng ta giết người đó không chừng, phải không? Tại phàm phu mình đó, cái nó có tham ác sân ác mà. Chứ đâu phải giống như bậc thánh tu đà quần. Tuy rằng bậc thánh tu đà vẫn còn tham sân si, nhưng mà cả ngày không còn tham ác nữa, không còn sân ác nữa. Ngày chỉ có tham thông thường thôi, sân thông thường thôi, chứ đâu có ngày tham ác sân ác. Ngày đâu có tà kiến nữa, chúng ta còn đầy đủ. Nên mình phải cần chánh niệm. Có chánh niệm thì chúng ta sẽ làm chủ được. Tâm sân vừa sợ sanh khởi là mình chánh niệm. Biết đây ác pháp nhìn nó liền, nó giảm từ từ từ. Còn mình không có chánh niệm thì thôi, mình cứ để cho nó ác ma nó điều xử mình sẽ làm ác. Ở cái điều thứ ba nữa là mình đâu biết mình đắc đạo như thế nào. Các vị đâu biết cái ba la mật các vị như thế nào, phải không? Nếu mà mình có đầy đủ ba la mật, mình cố gắng mình chánh niệm liên tục thì mình có thể đắc đạo. Còn mình không chánh niệm, mình bỏ qua cơ hội đắc đạo đó. Vì lẽ đó mà chúng ta phải cần chánh niệm. Cho nên Phật dạy nó khi mang tăng già lê hay là mang bát mang y cũng phải chánh niệm, biết rõ việc mình đang làm. Rồi lên nữa đó còn dạy tiếp rằng
khi ăn uống nhai nếm cũng phải biết rõ việc mình đang làm. Khi mình ăn cũng chánh niệm biết rõ đang ăn, khi nhai biết rõ chánh niệm mình đang nhai, khi mình uống biết rõ mình chánh niệm mình đang uống, khi mình nếm mình biết rõ mình chánh niệm mình theo dõi mình đang nếm, khi mà mình nuốt biết rõ mình đang nuốt. Thì khi mà mình chánh niệm như vậy đó thì sau này đó các vị sẽ thấy rõ được cái tâm này nó rõ hơn. Khi mà chúng ta nhai đó thì cái sự nhai đó là do cái tâm chúng ta muốn nhai, phải không? Tất cả những hành động cử chỉ chúng ta đều có tâm nó muốn và nó điều động hết, chứ không có gì gọi tự nhiên. Cái người chết thì họ không còn tâm đâu, họ đi tái sinh rồi. Thì những người này đó chúng ta thấy là họ đâu có nhai được, cái xác không hồn. Còn chúng ta đó thì nhai hay là chúng ta ăn, chúng ta nếm, chúng ta uống, chúng ta nuốt do có cái tâm nó điều động chúng ta. Mình cái đầu mình thấy được sự nhai ha, sự nếm, sự nuốt thôi, nhưng sau là mình sẽ thấy có những cái tâm nó muốn nhai, muốn uống, muốn nếm mà muốn nuốt chúng ta. Chúng ta phải thiết lập chánh niệm. Trong lúc mà các vị đang ăn, các vị cũng có thể tôn kính niệm xứ được. Thời Đức Phật có những vị tỳ kheo mà người ta siêng tu á, nhưng lúc đó họ vẫn đắc đạo lúc họ ăn được. Còn giờ mình ăn phần lớn mình ăn bằng tâm tham hoặc tâm sân, tham nhiều không sân. Món nào ngon đó mà chúng ta thích, người ta hoan hỷ, người ta ăn bằng tâm tham. Mỗi món nào mà người ta không hài lòng, người ta khó chịu, người ta ăn bằng tâm sân. Có những lúc mình ăn cái mình suy nghĩ lung tung, ăn bằng tâm si. Thì Đức Phật dạy á, có những vị á, gọi là ăn giống như là vị người gia chủ vậy đó. Tức là ám chỉ cho vị A-la-hán. Thứ hai nữa, hạng thứ hai ăn cũng giống như là hưởng cái gia tài của người cha mình để lại đó, giống như những bậc hữu học tu đồ quần tư đà hàm anh hàm. Hạng thứ ba là ăn như người mắc nợ, tức là những vị tỳ kheo mà Đức Phật dạy ăn mà không có sự quán tưởng, ăn mà không có sự quán tưởng, không có chánh niệm thì ăn giống người mắc nợ. Còn thứ tư á, ăn giống như là kẻ trộm, tức là những vị tỳ kheo ác giới, tức là phạm bất hồng trụ, như là hành dâm, giết người, trộm cắp, thuê pháp bậc câu nhân. Thì nếu mà những vị tỳ kheo nào phạm vào bốn cái này đó thì vị đó không phải là tỳ kheo nữa. Nếu mà nhận của đằng na tính tí cúng dường thì còn dạy là ăn như kẻ trộm đó. Thì ở đây đó, cái quan điểm trong Phật giáo thì cái Phật dạy chúng ta ăn thì cái thực phẩm là nó phù hợp với cơ thể chúng ta để chúng ta khỏe, để chúng ta tu tập. Mà nếu mà nói ăn tu á, là phải ăn trong tứ niệm xứ. Nếu mà các vị tu thiền định thì các vị phải ăn chú trong cái đề mục thiền định, các vị ăn bằng tâm thiện á, là mình ăn tu. Còn nếu mà chúng ta đề cập đến tỉnh giác á, chẳng hạn giờ tôi chiều á, các vị mà cái người giữ năm giới, vị ăn cũng được, nhưng mà ăn phải trong gọi là chúng ta tỉnh giác thứ ba đó. Tỉnh giác thứ ba là ăn trong gọi là gì? Ăn trong chánh niệm. Gọi là giới thuật tỉnh giác, là hành xứ tỉnh giác. Còn mình biết cái này không phù hợp là cái tỉnh giác thứ hai. Còn trong lúc mà vị ăn mà vị theo dõi, thấy được có cái tâm á, muốn ăn hay là muốn nhai. Thấy cái sự nhai đó, sự ăn đó, và tâm mình quan sát mình thấy rõ, nhưng lúc này chỉ có đối tượng danh và sắc thôi. Thì trong lúc đó vị có cái tỉnh giác thứ tư. Chúng ta nhớ, ăn như thế nào gọi là tu, là ăn trong tứ niệm xứ, ăn trong chánh niệm. Rồi lên nữa còn dạy tiếp á, khi mà đại tiện tiểu tiện á, vị tỳ kheo biết rõ mình đang làm, tức là cho dù mình đi vô nhà vệ sinh tiểu tiện hay đại tiện á, trong lúc mà bài tiết chúng ta cũng phải biết rõ, chánh niệm cách liên tục như vậy. Tôn kính niệm xứ là phải thiết lập liên tục. Rồi lại nữa rất còn dễ tiếp á, tức là khi đi đứng ngồi nằm hay là ngủ thức nói im lặng cũng phải biết rõ việc mình đang làm. Thì những cái sự đi hay đứng hay ngồi hay nằm á, trong bốn cái đại quay nghi này được rồi sẽ có chia sẻ đến hội chúng rồi thì sẽ không có đề cập đến nữa. Nhưng mà ở đây đó cái còn dạy khi mà mình
trước khi ngủ người ta nằm xuống. Nếu mà cái người tu đến niệm xứ mà đi liền á, thì họ sẽ chánh niệm khi nào họ ngủ thôi. Thì những lúc mà họ nằm xuống họ biết rõ, thì khi mà cái tâm họ ghi nhận, à, chánh niệm ghi nhận giữa thân tâm này, mà cái tâm thấy cái niệm mình yếu lại và cái sự gọi là cái tâm cái hôn trầm á, bắt đầu có thể nó sanh vừa lên là cái người này có thể ghi nhận được cái hôn trầm đó. À, có những người thì họ phải trải qua cái sự hôn trầm họ mới ngủ được, nhưng mà có những người mà người ta chánh niệm mà điêu liền á thì nó không trải qua sự hôn trầm, có thể là không trải qua sự hôn trầm, tức là cái tâm họ họ đang chánh niệm cách liên tục cái niệm nó yếu lại và rơi vào giấc ngủ. Thì tâm mà mình á, khi mà tâm mình mà rơi vào giấc ngủ á, nếu mà cái người nào có học cái nhiều pháp á thì sư phân tích cái này các vị sẽ hiểu. Thì trong đời sống mình nó có tâm chủ và tâm khách. Tâm chủ ở đây tức là cái tâm gọi là hữu kiếp, tâm hậu kiếp. Thì cái tâm hậu kiếp này nó cũng bắt cái cảnh chủ, mà cái cảnh của tâm hậu kiếp là cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Nó cũng đồng với cái cảnh là trong lúc mình tục sinh. Tâm tục sinh nó cũng trong lúc mà vị chẳng hạn xin nói dụ trong lúc mà mình chết. Mình chết nếu mà thiện nghiệp nó cho quả đó. À, thì chúng ta sẽ sanh về trời về người á, thì trong lúc mà trong cái lộ cận tử, tâm tử nó khác, lộ cận tử nó khác. Lộ cận tử á, thì trong lúc đó chúng ta trong lúc mà tâm chung nó có ba cái hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất gọi là cảnh nghiệp, à, như các Phật tử là cái người á, từng bố thí cúng dường làm điều thiện á, à, thì trong lúc đó mình sẽ thấy được những cái hiện tượng đó, những cái điều tốt mình cảm thấy mình vui, thì đó gọi là cảnh nghiệp. Rồi cảnh cái nghiệp tướng, à, như các vị đã từng cúng dường cái bộ y thì mình sẽ thấy cái bộ y của chư tăng, mình hoan hỷ nữa, à, cảnh nghiệp tướng. Và thứ ba nữa gọi là cảnh thú tướng á, thì sẽ quý vị sẽ thấy được các cung điện cõi trời, thấy các chư thiên, à, tức là mình sắp sửa mình sanh về trời đó, à, hay là mình sanh làm người mình thấy cha mẹ đến đón mình, thì trong lúc mà mình làm thiện mà cái thiện nghiệp nó cho quả lúc mình tục sinh, à, trong lúc mà mình gần chết trong cái lộ cận tử mình sẽ thấy được những hiện tượng này, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. À, cái, trong lúc mà mình tục sinh đó, thì cái tâm tục sinh đó, thì nó cũng bắt cái cảnh này, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Và trong lúc mà mình đó, trong đời sống bình dịch này cái gọi là cái gì? Tâm hậu kiếp, thì cũng một cái tâm quả đó thôi, à, nhưng mà trong cái thời điểm tục sinh đó, cái thời điểm mà mình đầu thai gọi là tâm tục sinh, thì cái thời điểm mà mình đã tục sinh rồi đó, trong cái đời sống thường nhật gọi là hậu kiếp, và sau khi mình sống hết kiếp sống này đó, à, thì cũng cái tâm đó nhưng mà gọi là tâm tử, cũng một loại tâm đó nhưng mà mỗi thời điểm mình kêu cái tên khác nhau, nó cũng là một cái tâm quả, cũng là cái bản sao tâm đó, cái sanh diệt như vậy đó. Thì trong cái tâm mà hậu kiếp chúng ta thì nó bắt cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng, nên thì những cái cảnh này gọi là cảnh chủ, mà cái tâm hậu kiếp gọi là cũng là tâm chủ. Thì trong lúc mà các vị ngủ thì các vị không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ, à, lúc mình đang ngủ mê đó, tâm mình đang trong lúc đó tâm khách nó mới sanh, chỉ có tâm gọi là tâm chủ, tâm hậu kiếp nó sanh thôi. Thì khi mà các vị đang ngủ thì Đức Phật dạy khi mình chánh niệm, thì khi mà tâm mình rơi vào hậu kiếp rồi mình không có chánh niệm được nữa. Nhớ nha, chúng ta chánh niệm mà chánh niệm bằng tâm khách. Còn những lúc mà mình ngủ hay là những vị anh hán cũng vậy, khi mà cái ngày ngủ thì cái tâm gọi là cái hậu kiếp nó sanh lên, cho nên các ngài cũng không thấy, không nghe, không ngửi, không đếm, không đụng và không suy nghĩ. À, khi mà các ngài ngủ các ngài cũng biết gì hết. Mình cũng vậy, khi mà mình ngủ mình không có mơ mộng, mình không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, thì khi đó tâm và tâm hậu kiếp, tâm chủ nó sanh. Thì trong lúc mà mình tu tới định xứ thì từ cái tâm khách đó, mà nó diệt, nó chuyển sang cái tâm chủ đó, tâm hậu kiếp, thì tới Phật dạy mình cũng phải chánh niệm. Khi mà cái tâm khách mà nó yếu từ từ lại và nó chuyển sang tâm hậu kiếp đó, thì cái hành giả tu tới định xứ cũng phải biết rõ. À, cho nên Đức Phật dạy khi mà nằm xuống mà trước khi ngủ thì cũng phải biết rõ chừng nào tâm hậu kiếp sanh lên thôi. Thì khi mà tâm hậu kiếp nó sanh lên á, thì có thể chúng ta ngủ vài tiếng đồng hồ mà chúng ta không có mơ mộng, không thấy, nghe, ngửi, đếm, không có suy nghĩ gì hết, à, xong bắt đầu vậy khi chúng ta thức dậy, tức là tâm khách nó sanh lên lại, có thể là do tác động cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp tác động, à, vào cái hữu phần phá anh gác, thì khi đó tâm khách bắt đầu nó sanh lên. À, tâm chủ bị tạm thời bị cắt đứt, à, tâm khách sanh ra, thì chúng ta giật mình dậy. Thì cái người tu tới niệm xứ
Thế mà vừa giật mình vậy đó thì cũng phải chánh niệm trong lúc mà vừa thức giấc, cái tâm đầu tiên. À, những người mà người ta tu mà tiêu luyện á, chánh niệm ta mạnh đó, đó vừa thức giấc là người ta biết. Chẳng hạn người niệm thân đi, họ vừa giật mình vậy là họ biết cái tư thế đó nằm như thế nào. À, nếu mà người niệm thân á, người niệm thọ đó, thì họ biết trong lúc đó cảm giác gì, vừa giật mình vậy cho cơ thể mình thọ gì, trong lúc thọ khổ hay là thọ lạc hay là thọ xả, họ biết rõ. Còn người niệm tâm á, họ vừa thức dậy họ biết đó tâm gì, tâm thiện hay là tâm hôn trầm. À, vừa thức dậy mà còn mệt, còn buồn ngủ, họ biết đây là tâm hôn trầm. À, tâm gì họ biết rõ. Có người niệm pháp thì họ không biết, biết rõ trong lúc đó như thế nào. Đó thì Đức Phật dạy cho dù mình ngủ, trước khi ngủ cũng phải chánh niệm, thì thức dậy chúng ta cũng phải chánh niệm. Đó. Rồi khi mà quý vị thức dậy rồi quý vị chánh niệm thì những cái tiểu quan nghi đó, quý vị có thể đưa tay lên, quý vị gãi, quý vị xây người gì đó, quý vị cũng phải biết rõ. À, khi chúng ta ngồi vậy, cái đại quan nghi ngồi chúng ta phải biết rõ. Tức là chúng ta liên tục chánh niệm như vậy. Để tiếp tục Đức Phật dạy nó khi nói cũng có chánh niệm, nói hay là im lặng cũng phải trong chánh niệm. Khi mà mình nói là có cái tâm muốn nói, tâm nó điều khiển, điều động. Chứ giờ chẳng hạn giờ sao muốn nói sao mới nói được phải không? Nhưng mà chúng ta đó có tu quá chúng ta thấy đó. Nếu mà vị có học cái dụ pháp mà các vị có nhìn tâm, các vị sẽ thấy cái người đó mà nói có thể mình sẽ đoán được cái tâm gì. Khi mình nói bằng tâm sân là cái tiếng mình nói làm sao? À, khi mà mình bực ai đó, cái tiếng mình nói ra cảm thấy nó chua chát, nó thay đổi liền. Cái người mà họ nói bằng tâm sân mình có thể mình đoán được, đoán được người đó đang nói bằng cái tâm gì. Nói bằng cái tâm sân họ cảm thấy buồn bã, cái lời nói họ gay gắt, nói bằng tâm sân. Có những người mà họ khởi tâm tham lên đó, họ nói, họ nói bằng cái tâm tham nó chắc giọng mình sẽ biết được. Khi mà người ta nói bằng tâm thiện, chánh niệm, tâm từ nó khác. Nói thì Đức Phật dạy trong lúc mà mình nói, mình cũng phải chánh niệm biết rõ mình đang nói như thế nào. Để mình thấy rằng trong lúc này có một cái tâm muốn nói. Do mình muốn nói, chủ ý muốn nói, thì nó phát sinh ra chắc gió. Mình mới điều động mình nói là được chứ. Cho nên cái hành giả tu tập á, thì họ chánh niệm á, lấy cái chánh niệm làm sự sống ở trong lúc nói, không chánh niệm, biết rõ đang nói. Rồi Đức Phật dạy khi mình không nói nữa, mình im lặng, mình cũng biết rõ. Mình biết rõ mình im lặng. Thì cái phần thứ bảy là Đức Phật dạy đó. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Tức là luôn luôn sử dụng trong bốn cái tỉnh giác. Thì trong bốn cái tỉnh giác này đó, lợi ích tỉnh giác và thích hợp tỉnh giác sẽ hỗ trợ cho cái hành xứ tỉnh giác và bất mê tỉnh giác. Nhưng mà trong chú dạy giải thích rằng cái tỉnh giác thứ 3 và thứ 4 mới quan trọng. Tỉnh giác thứ nhất và thứ 2 chỉ phụ trợ thôi. Còn giờ chúng ta tu tập, chúng ta quan trọng nhất là hai cái tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác và bất mê tỉnh giác. Tức là mình luôn luôn mình phải an trú trong chánh niệm. Chánh niệm lúc nào cũng phải có mặt. Khi mà chánh niệm có mặt thì những cái thiện khác nó mới sinh. Nếu mà tứ chánh cần, tứ di túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất cái chi bát chánh đạo sanh khởi, phải luôn có một cái chánh niệm, phải có chánh niệm mới được. Còn nếu mà không có niệm thì những thiện pháp nó không mất, phải không? Khi mà chúng ta đang chánh niệm á thì bắt đầu định nó sanh, hay là tuệ nó sanh. Còn nếu mình thất niệm đó là tâm bất thiện rồi thì những cái thiện pháp nó cũng không còn. Cho nên trong tất cả thiện á, chúng ta nhớ là cái niệm, là chánh niệm là cái nền tảng. Bây giờ các vị muốn cho cái định các vị mạnh thì các vị cũng phải có chánh niệm. Các vị muốn cho tuệ để hiểu được vấn đề đó thì chúng ta cũng phải có chánh niệm, chúng ta quan sát rồi chúng ta mới hiểu. Nếu như sư thường thí dụ á, mỗi hiện tượng sanh lên đó, chúng ta dùng chánh niệm để chúng ta theo dõi quan sát, nhất là tâm mình nó không bị phóng túng, không để cho bất thiện nó xâm nhập. Thì khi mà mình nhìn như vậy lâu ngày đó thì tuệ của mình nó sẽ sanh lên. Mà nếu mà không có tuệ đó, không có niệm thì không có tuệ được. Thế này giờ chúng ta có đôi mắt để làm gì? Để mình quan sát, mình nhìn mọi thứ. Mà đôi mắt mình nhìn mọi thứ để gì? Để mình hiểu được mọi thứ. Còn giờ chúng ta có đôi mắt mà chúng ta nhắm lại, chúng ta không thấy gì hết. Mà không nhìn thấy gì hết thì sao mình hiểu được cái vật đó?
Nhưng mà giờ vị nhìn lên sư, có đôi mắt, vị có đôi mắt, vị nhìn sư, vị thấy sư. À, cái đó các vị mới hiểu sư như thế nào. Rồi giờ vị có đôi mắt đó, vị nhắm mắt lại, vị đâu hiểu sư là như sao đâu, phải không? Thì như thế nào vậy? Niệm nó giống như đôi mắt của mình vậy. Còn cái hiểu của mình nó giống như tuệ. Thì trong bốn sự tỉnh giác, thì hiện giờ chúng ta là cái hành giả tu thiền. À, trong lúc mình ngồi đó, mình ngồi mình thấy nó đau, mình ngồi mình thấy đau, thì đau rồi mình muốn chuyển sang để mình đi thiền hành. À, nhưng mà trong lúc là mình suy nghĩ coi đi thiền hành là mình cũng tiếp tục mình chánh niệm, như mình thấy nó có hợp hay không. À, nếu mà mình thay đổi, mình thấy rằng trong lúc mình thay đổi vì đau, mình thay đổi tâm sân, thì mình biết trong lúc này nó không phù hợp, nó không thích nghi. Cho nên mình thay đổi như thế nào mà bằng tâm thiện. Là trong lúc mình đang đi á, mình đang đi mà trong lúc mình thấy mình đi đó, nó có trở ngại cái việc đi kinh hành hay không, nó có phù hợp hay không hãy mình đi. Biết là đi thiền hành là tốt, có lợi ích, nhưng mà có phù hợp trong lúc là mình đi trên con đường đó hay không. Hay là mình đi ra con đường đó mình thấy có nhiều cái gì đó mà làm cho mình dao động, thất niệm thì thôi không đi. Chúng ta phải dùng cái tỉnh giác gọi là thích hợp hay không thích hợp. Và cái tỉnh giác thứ ba phải luôn luôn an trú rồi đi đứng nằm ngồi chuyển động thay đổi thân thọ tâm pháp, hành xử tỉnh giác phải liên tục. Rồi bất mê tỉnh giác là gì? Tức là lúc nào chúng ta cũng hiểu nó chỉ là hiện tượng thôi, chỉ danh và sắc thôi. Do duyên do điều kiện thấy được mỗi thực tính riêng và cái thực tính chung, bản chất vô thường vô ngã. Thì như vậy cái gọi là bất mê tỉnh giác mỗi ngày chúng ta nó có sức mạnh á, thì các tuần tuệ từ từ nó sanh ra. Thì bất mê tỉnh giác đây là chúng ta phải hiểu rằng đề cập đến trí tuệ. Đó thì trong những cái đối tượng này suy nghĩ rằng á, nếu mà chúng ta hiểu chúng ta thấy rất là dễ dàng để mà mình thiết lập chánh niệm, thì nếu Phật dạy khi đi biết rõ việc mình đang làm, thì các vị đi thiền hành đó, mình ngồi không được nhiều thì mình đi, mình theo dõi là bước dở biết rõ, bước biết rõ, đạp biết rõ, mình theo dõi mỗi cái cử chỉ, những cái quay ghi phụ đó. Rồi khi mà chúng ta nhìn, nhìn phải chúng ta biết rõ, nhìn trái chúng ta biết rõ, chúng ta nhìn trước chúng ta biết rõ. Rồi khi mà mình co tay đó, chúng ta biết rõ, duỗi tay biết rõ. Ta duỗi chân ta biết rõ, co chân ta biết rõ. Khi mà chúng ta đó bận y hay là bị bận áo, bị biết rõ. Rồi khi mà mình ăn hay là nhai nếm nuốt chúng ta biết rõ. Thì những cái này nó đều là đối tượng giúp cho vị quan sát. Rồi khi chúng ta tiểu tiện đại tiện chúng ta cũng biết rõ. Thì nói tóm lại đó, thì trong 7 cái phần này đó, Đức Phật dạy cho chúng ta để cho quan sát, để mình thiết lập chánh niệm từ cái tiểu quan nghi cho đến đại quan nghi. Và chúng ta luôn luôn nói theo pháp hành đó, thì mình biết rõ mỗi cái đi, đứng, nằm, ngồi, dở, bước, đạp, co, duỗi, xây người, bất cứ những cái hiện tượng nào, nó chỉ là đối tượng của thân quán niệm xứ thôi. Nó không phải tôi, nó không phải là đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Chúng ta luôn luôn chúng ta cài đặt tâm sẵn như vậy đó. Thì lâu ngày cái tà kiến mình nó giảm á, thì khi mà mình biết cái đó không phải của mình á, thì cái gì đến mình không có khó chịu ấy, mình chấp nhận. Ví dụ nó ngứa mình biết nó không phải của mình, mình chấp nhận. Cho dù nó dễ chịu mình cũng biết nó không phải của mình, nó cũng là vô thường thôi. Nên mình không dính mắc, thì mình luôn luôn mình có một cái thái độ đó. Các vị ngồi, nếu mà các vị niệm thân đi, chúng ta biết rằng cũng là đối tượng thôi, nó đâu có phải của mình đâu, nó đâu có tốt xấu gì đâu, nó để giúp cho mình thiết lập chánh niệm. Khi mà đứng nó cũng là đối tượng thôi, chỉ là sắc pháp thôi, giúp cho mình để quan sát, thiết lập chánh niệm biết rõ. Trong lúc mình ngồi đó, mình quan sát tư thế ngồi biết chỉ là đối tượng thôi, nó chỉ là sắc pháp thôi mà, để giúp cho mình để thiết lập chánh niệm quan sát. Trong lúc nằm á, cũng là đối tượng thôi, nó chỉ là sắc pháp thôi, giúp cho mình quan sát để thiết lập chánh niệm. Thì đi, đứng, nằm và ngồi là đối tượng nó thuộc về sắc pháp. Là chúng ta quan sát để lâu ngày chúng ta thấy có một cái tâm biết được cái đi, đứng, nằm, ngồi đó.
trong lúc này nó đi đứng nằm ngồi đó sắp sắp pháp. Còn tâm quan sát đi đứng nằm ngồi đó danh pháp, trong lúc này danh đang biết sạch. Đi đứng nằm ngồi cũng phải của tôi, mà cái tâm quan sát đi đứng nằm ngồi đó cũng phải của tôi, không có ai trong đó. Tâm chúng ta từ từ nó buông bỏ, không có ghét cái đối tượng nào hết, mà cũng có thích đối tượng nào hết. Để chúng ta tu tập thì quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Còn chúng ta thích cái tư thế đi mà chúng ta ghét tư thế ngồi, thích tư thế đi đó là tham, ghét tư thế ngồi đó là sân. Mình tu là mình phải cài đặt, mình phát triển cái thái độ khác. Chứ xưa giờ mình bằng thái độ tham, bằng thái độ sân không, sống bằng phiền não thôi. Rồi bây giờ mình tu là gì? Thiết lập chánh niệm để diệt trừ tham sân ở đời. Nên đi đứng nằm ngồi đều là đối tượng giúp cho mình quan sát để loại bỏ tham sân. Rồi chúng ta dở bước đạp hay co tay duỗi tay vân vân cũng là đối tượng giúp cho mình quan sát để thiết lập chánh niệm. Nó chỉ là đối tượng nó gì sắc uẩn thôi. Mà cái tâm mà biết sự dở bước đạp, biết sự co tay duỗi tay, biết được cái sự ngó phải ngó trái, cái tâm mà theo dõi biết được gọi là ăn uống nhai nếm. Thì những cái tâm mà biết như vậy đó, không tham không sân đó, thì cái biết như là đó, nó là chánh niệm. Còn những cái hiện tượng cử chỉ đó là đối tượng để giúp cho mình thiết lập chánh niệm. Thì chúng ta tu tập á, thì nếu mà các vị đó là cái hành giả mà hiểu thì các vị tu mới có sự tiến được. Để mình tu tiến niệm xứ mà, để mình diệt từ tâm sân mà. Mà Đức Phật dạy cái việc tu của mình á, mình cái chánh niệm đi. Còn cái các tồn tại nó sanh chừng nào đó, do duyên, do điều kiện nó sanh thôi. Đủ duyên nó sanh chứ mình muốn nó không được. Đạo quả cũng vậy, mình muốn nó không được. Mình Đức Phật dạy là cái phận sự của mình là gì? Tự là chánh niệm. Chánh niệm mình biết rõ nó chỉ là hiện tượng thôi. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Thì chúng ta muốn cái này cái kia thì không được. Đức Phật có dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Cái người làm ruộng á, cái người nông dân á, thì có ba phận sự để làm. Thứ nhất là gì? Tức là cài bừa, xong bắt đầu cho nước vô, xong đó là cái đó là phận sự thứ hai. Phận sự thứ ba là gì? Tức là gieo mạ. Người nông dân có ba cái phận sự đó. Và người nông dân không có quyền lực, không có thẩm quyền nói rằng ngày mai cây lúa phải mọc lên, ngày mốt phải chỗ bông, ngày hôm kia phải chín. Cái điều đó người nông dân không có quyền, không có gọi là khả năng làm như vậy. Mà đủ duyên, đủ 3 tháng vậy đó, là cái lúa nó sẽ ra hoa kết trái thôi. Để Phật dạy như thế nào cũng vậy. Chúng ta tu tập á, thì chúng ta cứ trao dồi giới định tuệ. Khi nào đạo quả, đủ duyên nó đắc thôi. Chứ không thể nào mình nói là ngày mai tôi phải đắc Tu Đà Quần, ngày mốt tôi phải đắc Tư Đà Hàm. Điều đó mình có thể làm được. Hay là hôm nay tôi tu á, tôi nghĩ là ngày mai tôi phải đắc sơ thiền, ngày mốt là tôi phải, tháng sau tôi phải đắc nhị thiền, năm tới là tôi phải đắc ngũ thiền, năm tới là tôi đắc bát thiền, để mà qua năm thứ ba tôi phải đắc được sơ đạo. Điều đó mình không làm được. Đức Phật dạy mình chỉ cố gắng mình thực hành đúng theo lời Đức Phật dạy. Khi nào mình đắc thiền đủ gì mình đắc đạo cũng vậy, đủ gì mình sẽ đắc đạo. Chúng ta tu đúng thì một ngày nào đó thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả theo cái sự mong muốn. Thì suy nghĩ rằng bài pháp hôm nay đã chia sẻ về cái phần tiểu quy nghi. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua đối tượng thân quán niệm xứ như là hơi thở, đại quy nghi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm tiểu quy nghi. Tại tuần tới chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần tiếp theo là 32 thể trượt. Thì suy nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Giờ nhường mic lại cho MC, có Phật tử nào có đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ. Tại vì thưa sư, ở giai đoạn vừa rồi thì chúng con cũng có gửi những cái phần ý câu hỏi, rồi có nhận được hai câu hỏi ở trên phần ạ. Câu đầu tiên đó là tâm giải thoát và tệ giải thoát có đặc điểm khác nhau như thế nào? Mong sư giải thích giúp con ạ. Thì thường thường trong kinh á, Đức Phật có nói về tâm giải thoát và tuệ giải thoát á, là ám chỉ cho những vị A-la-hán. Và khi mà đề cập đến những vị tỳ kheo á, tâm giải thoát và tuệ giải thoát á, chúng ta phải hiểu rằng những vị này đó, ngài đắc được bát thiền,
là các ngài có thể nhập được thiền quả, thiền diệt. Chẳng hạn như mà mình có học cái diệu pháp thì các vị có cũng hiểu rằng những vị A-la-hán có những vị mình đắc được những cái thiền sắc giới, gọi là di tác sắc giới, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, những cái thiền di tác mà các vị A-la-hán có ngày chứng đạt. Rồi bốn cái thiền gọi là vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tịnh xứ, thì bốn cái thiền di tác vô sắc. Thì những vị A-la-hán mà các ngài đắc được bát thiền, các ngài có thể nhập được thiền quả, thiền lõi, thiền diệt. Tức là do cái năng lực của cái mãnh lực của gọi là bát thiền, phi tưởng, phi tịnh xứ, cái người mà họ đạt được những cái thiền này đó thì có tâm giống như là không có tâm vậy, gọi phi tưởng, phi tịnh xứ. Thì nhờ cái mãnh lực của bát thiền, phi phi tịnh xứ và cái mãnh lực của gọi là tứ quả của những vị A-la-hán có thể chứng đạt đó, thì kết hợp với nhau có thể các ngài sẽ nhập diệt thọ tỉnh định trong vòng 7 ngày. Trong lúc đó không còn tâm nữa. Thì các ngài sợ danh và sắc này mà. Những lúc những vị A-la-hán thì các ngài sẽ nhập thiền diệt. Hay có những lúc các ngài nhập thiền quả. Thì thiền quả thì nói chung thì đối với những vị mà không đắc thiền, các ngài vẫn nhập thiền quả. Nhưng mà khi mình nhập thiền diệt á, để cho mất tâm á, thì cái vị A-la-hán đó hay là phải chứng được phi tưởng, phi tưởng xứ. Để đây á, sư muốn trả lời câu hỏi là khi mà đề cập đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là những vị A-la-hán có thể các ngài đắc được gọi là bát thiền, thì như vậy gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Còn khi mà đề cập đến tâm giải thoát mà không có nói về tuệ giải thoát mà không có tâm giải thoát, là những vị A-la-hán gọi là thiền khô, gọi là xúc khá vipassana, mà ngài tịnh sự ngài dịch đó, gọi là thiền khô. Tức là những vị gọi là chỉ thuần tứ niệm xứ thôi đó, thì như vậy được gọi là tuệ giải thoát nhưng mà không có tâm giải thoát. Và những vị A-la-hán này cũng có thể nhập được thiền diệt vì các ngài không có chứng được bát thiền, cho nên các ngài không thể nào nhập thiền diệt để mất tâm được. Nhưng mà các ngài có thể nhập được thiền quả. Thì được rồi, sư có tiếp về diệu pháp, sư có trình bày về hai cái, có hai quan điểm đó. Cái quan điểm thứ nhất là cho rằng những vị thánh tu đầu quần tên là hàm anh hàm anh la hán muốn nhập thiền quả cũng phải chứng thiền chỉ. Nhưng mà có những tài liệu thì nói rằng những vị thánh tôn đồ quần tư đà hàm anh hàm anh hán không cần chứng thiền chỉ mà các ngài vẫn có thể nhập thiền quả được. Thì đây cái sự khác biệt nhau, những cái từ mà chúng ta nghe trong kinh là tâm giải thoát và tuệ giải thoát là ám chỉ cho những vị anh hán chứng được bát thiền, và các ngài có thể có thần thông, có thể lục thông, có thể các ngài nhập thiền diệt. Còn có những vị A-la-hán gọi là chỉ có tuệ giải thoát mà không tâm, không có tâm giải thoát, là những vị đó là A-la-hán gọi là thông thường, không có đắc thiền. Để trả lời xong.